Cá khủng nhá các bạn. Thôi được rồi, cuốn lưới đi. Ôi hời. Chô bác là nhai của khu phê chạc. Ôi hời. Giờ lên đúng không? Giờ lên cao rồi con nhỏ thì bỏ ra. Thông mình chào cả nhà nhá. Chúc tất cả mọi người có một buổi chiều luôn tràn đầy sức khỏe và được mọi sự thành công trong công việc nhá. Thì hôm nay thì Thông cũng đi săn ong về các bạn, nhưng mà lại cũng không có, cho nên là tranh thủ ra hồ giăng lưới để kiếm mấy con cá để vào để làm bữa tối nha các bạn. Đây thì mọi đời em đang giăng lưới đây, cá dính quá trời luôn, cá bự luôn nha các bạn. Mọi người đang theo dõi video của Thông, đừng quên cho Thông xin một like, một đăng ký nhá. Thông xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một chẹp rồi, một chẹp đấy nha các bạn, một chẹp hồng nó phải không Lực? À, một cá tầm trôi, cá tầm trôi thì đuôi cũng hồng. Cá tầm nhỏ bỏ ra đi. Chúng mình chủ yếu là cửa mình lạt những con nào đơn lớn đấy các bạn ạ. Con nhỏ thì mình nuôi lại nhá. Con nhỏ thì thả đi. Cuộn lưỡi lại đi. Khỏi nó dính cái nhỏ nữa hết. Lưỡi nó cuộn lại luôn đi. Thả vượt đi chứ. Cái xoay này là cái xoay thải nha các bạn. Đây, cá tầm trôi nha. Đồ đà này mà. Nhảy lại quá nhé. Đây. Con này tầm tầm cho 1 kg các bạn ạ. Con này 1 kg, trên 1 kg đấy. Còn cái lưỡi ngoài này, cái lưỡi ngoài này khổ lớn, nếu mà dính là dính cá to luôn đấy. Bữa này chim nó mà giờ đứng thấy nữa, chắc là ra đây. Cái đoàn giữa kia kìa. Con này nhỏ. Nhỏ thì bỏ qua đi. À, chỗ này cái áo cái nửa bên này rất sâu nha các bạn. Nhỏ nó tuột liền đi nhá. Có cái đoàn chỉnh giữa nè, có chỉnh đi chỉnh nữa. Dịch này cũng nhờ chiêu tụi đấy nha các bạn. Chiều tối rồi cho nên là video cũng không được rõ nét lắm nhé. Đâu này chỉ một con nữa nha các bạn. Đoàn đây này. Hy vọng giờ nó là dính con to bự nha các bạn. Nói chung cá thì lâu lâu mình bắt một vài con vậy thôi, chứ bắt nhiều quá thì ăn nó cũng chán nhá. Vậy là cá to thì được có mấy con thôi. Đa số là cá mới thả nhiều. Đó là điểm đó. Đấy. Chặt chưa? Thấy phọc ra đây đó. Wow.
2 con luôn à. À, cả khủng nhá các bạn. Thôi được rồi, cùn lưới đi. Ôi, hồi. Chô vặt là nhai vô phải chạc. Ôi, hồi. Giờ lên đúng không? Giờ lên cao rồi con nhỏ thì bỏ ra. Mà, con nó to nhất, con trong vườn nó to nhất phải không? Con trong to nhất. Con trong vườn to nhất. Vườn núi ăn dân ấy. À, thế lấy 2 con thôi, nếu thả con nhỏ ấy, lấy 2 con cao me nữa là được cụt lưới. Ăn hết đâu. Mấy cá khổng lồ nha các bạn. Chỉ gì một chủ 3 con luôn. Ghê thiệt. Còn 2 kỹ không? Mẹ thì nhìn nó dẹp vậy, nhưng nó bự vậy, nhưng mà nó nhẹ. Còn cẩn trọng thì nó mới nặng cân. Cái này trong số mấy con hay? 4 con đấy à? Núi, con núi. Hay là thả con cá trôi nữa ấy. Hay, thả con cá trôi nữa ấy. Xong có thể đạt chết chưa? Chưa. Bạt bò rồi không rồi. Lại đâu đi. Thả nhé. Đi lại đâu thả có thể hơn bơi được nè. Gần ra đi luôn. Con này nhỏ thả các bạn ạ. Tại vì dính một mẻ cả nhiều quá. Ôi trời. Thả nữa không? Mậu ra ra. Chưa. Mà chỗ yếu lắm này. Yếu quá. Thả lô can để mà bắt. Đâu đi. Đâu đi. 3 con dính một chỗ luôn nha các bạn. Thả đi. Thả thứ tư có thử có thở nữa. Đặng lấy hồi này khoán đâu đây. Vâng rồi. Ở trên đây lại mắc tiếp mà gói. Mắc hai. Mà cả này cả bìa ron đấy các bạn. Cả này mê hóa này thì mình nuôi lâu năm rồi này. Như được tâm này này. Đó, lâu năm đấy nhá. Hai con này là cũng khủng đấy. Thôi cùn nữa đấy. Dính tiếp à? Dính đá. Đấy nha các bạn. Thông cùng chia sẻ một chút như vậy nha các bạn. Chúng nào giăng lưới bắt cá nhá. Thông cùng xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thông. Video này Thông xin phép được tạm dừng ở đây. Thông xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.